Hello, xin chào. Lâu lắm rồi nay mới lên clip. Hôm nay có cái vụ án này mắc cừ lắm, lên kể chuyện chơi. Trong cái mùa dịch này á, đặt hàng mua hàng online á, lần đầu tiên tôi đặt mua ở cái siêu thị Co.op Mart. Đặt cái gì biết không? Đặt nhiều lắm, nhưng mà trong đó có một cái món mà bắt buộc phải có, đó là bia không độ Heineken. Đặt hai lốc. Xong cuối cùng nó giao mà mắc cười lắm. Cái đơn hàng nó gần, nó khoảng 800 mấy, nhưng mà nó không có giao hết được cho mình. Nó không có hàng, không biết nó không có hàng hay là hay là nó chừa lại để nó bán cho người khác không biết. Mà ví dụ như mình đặt 10 bịch tả, nó giao cho hai bịch. Đó, kiểu vậy đó. Đặt 10 bịch giao cho hai bịch. Đã vậy đặt hai lốc bia giao cho một lốc, mà giao lốc gì biết không? Cái lốc bia có độ. Lúc đầu đem giao tôi đâu có biết, tôi tưởng đâu là nó đổi mẫu mã rồi, tôi chỉ nhìn tôi thấy có bia là được rồi chứ tôi đâu có quan tâm. Tôi thấy cái màu xanh của nó đậm hơn, cái tôi tưởng nó đổi mẫu mã rồi. Ok, cái đem vô, tại vì cái chữ original thì tôi nhìn thấy cái chữ O của cái chữ original, tôi tưởng nó số 0 á, tưởng số không độ á nó. Tôi cuối cùng tới lúc mà đem vô mấy ngày sau bắt đầu mới lôi ra để ăn thì mới thấy bia có độ 5% nha. 5 độ nha. Bia 5 độ đó, bia 5 độ tôi chỉ uống được 3 ngụm thôi, đưa lên làm 3 ngụm thôi là như con gà chọi rồi, không chơi được. Thôi lỡ rồi sao giờ, đúng không? Bữa hôm sau, à mà cái đơn hàng đó nha, đặt hơn một tuần mới giao nha, chủ nhật này đặt tới chủ nhật sau mới giao nha, một tuần mới giao nha. Xong cái rút kinh nghiệm, bữa sau đặt cũng đặt cái đơn hàng đó, bê y chang cái đơn hàng cũ qua. Thì cái mục mục bia đó mình định bụng rồi, là kỳ này mà nó mà gọi điện nó check cái đơn hàng á, là mình phải nói đợt trước giao nhầm. À, cái đơn hàng số 1 nó có gọi là bây giờ một số mặt hàng không có, chị có lấy không? Cái nói lấy, có nhiêu cứ lấy. Đó, thì cái lần thứ hai này mình rút kinh nghiệm mà mình chờ nó gọi để nó xác định đơn đơn hàng á, thì mình sẽ nói cho nó biết là chú ý cái bia dầm nha, đừng có giao nhầm bia có độ cho chị nha. Cuối cùng nó không gọi. À, mà nó gọi là nó gọi đi giao hàng luôn, tức là nó đã lên đơn luôn rồi. À, thì cái lần này tôi đặt hai cái bill. À, một cái là 800 mấy, một cái 500 mấy. Thì cái 500 mấy là vừa đặt xong, mới bấm nút. À, thì cái nhân viên nó gọi, nó báo vào hàng. Mình lại tưởng đâu là nó gom hai cái bill đó lại thì mới ra 1,5 triệu, đúng không? Nhưng cái lúc mà nó gọi nó hỏi á, thì mình nói là đơn hàng nhiêu. Nó nói 1 triệu, 1 triệu là 1,5 triệu, hơn 1,5 triệu, 1,5 triệu mấy á. Thì mình cũng không có nghi ngờ gì, tại mình tưởng đâu là nó lấy hai cái bill đó nó gom vô chung, thấy một mã khách hàng mua á. Thì cuối cùng đem đến giao thì thực ra nó giao cái bill mà có 800 mấy thôi, mà tại sao cái bill của nó giao lại tới 1,5 triệu, được không? Mình lúc đầu mình định bụng mình nghĩ bảo có thể có một số mặt hàng nó thay đổi giá, như là những cái mặt hàng cá hoặc là rau củ hay cái gì đó, nó có thể nó xê dịch giá theo thời điểm, trừ những cái hàng mà cố định á, những cái hàng khô á, những cái đồ mà không phải đồ đồ ăn á, thì có thì giá nó cố định rồi, không nói thì cứ để nó giao đi coi làm sao. Cái vấn đề là cái chỗ nó giao mới vui. Trời đất ơi, tôi táo quả luôn. Nó đến nó giao được cái đợt bên này giao, bên đây cũng đặt y chang 10 bịch tả, nó giao 10 bịch luôn. Ngon à? Ừ, bên đây ngon đó, đúng rồi, người ta nhà người ta có năm nương gái, đặt 10 bịch tả giao hai bịch ai xài. Cuối cùng bên đây là giao hầu như đủ hết món hàng, chỉ có thiếu có hai món thôi. Thì trong đó có cái vấn đề nào, mà cái thùng bia mình đặt hai cái lốc bia, mỗi lốc 6 lon á, hai lốc thì mỗi lốc có 100 mấy, à hai lốc có 200 mấy, à vậy mà nỡ nào nó giao hai thùng bia Heineken loại 24 lon một thùng. Chỗ vô nó dựng, nó lại nó dựng hai cái thùng bia ngay cửa, nó bành kỳ đó trời ơi.
Tết người ta còn mua có một thùng. Từ Tết, Tết ngay cả Tết mà tôi đi mua về nhà tôi cũng chưa có mua tới 2 thùng, tôi mua 1 thùng thôi. Mà bây giờ ngày lễ, ngày dịch mà nó đem nó giao cho tôi 2 thùng bia. Mà lại thì lại là hai bà nhận hàng, chắc nó nghĩ bụng của hai mẹ này bợm lắm hay sao mà đặt tới 2 thùng bia Heineken, 24 lon 1 thùng. Trời mới nhìn cái tài tự như tôi nói hả? Tôi đặt cái lốc 6 lon mà đi giao 2 cái thùng to bành kia như vậy mà lại là bia 5 độ. Người ta đặt bia 0 độ má ơi, sao mà giao cái gì mà kỳ cục vậy nè. 2 cái thùng bia đó là 700 mấy chục ngàn, gần 800 ngàn á. Bởi vậy tại sao mà cái đơn cái bill đơn hàng của mình nó lên gấp đôi. À, mắc cười ở chỗ là năm nghĩ như sao mà cái mùa dịch này á, tại sao phải uống bia? Uống bia cho nó mát, biết không? Ở nhà riết á, cụ tù túng máu lên não nè, stress nè, tính tình tính khí nóng nè, đúng không? Muốn uống bia vô cho nó mát, cho nó hạ hỏa xuống đó. Mà bia là phải bia 0 độ, chứ bia có độ nó uống vô nó sần sần lên nữa, nó bắt đầu quậy nữa đó. Đó, cho nên phải uống bia 0 độ mới tốt, biết không? Cái mình mua bia 0 độ là như vậy đó. Mà mua hai lần đều giao không đúng bia, mà cái lần thứ hai mới buồn cười, giao cho 2 thùng bia, nhìn 2 cái thùng Heineken mà muốn xỉu luôn. Chứ cần trả trả về không có lấy hàng nữa. Lần thứ ba nó gọi cái để chốt cái đơn hàng mà 500 mấy đó là nó gọi hôm qua. À, xong tôi cũng kể cho biết là 2 lần trước giao bia đều lộn đó. Tôi đặt bia 0 độ mà biệt một lốc 6 lon thôi, 2 lốc mới có 12 lon thôi. Làm ơn đọc cho kỹ, nhìn cái thông tin người ta đăng ký đó, rồi coi coi 2 lần trước giao sai rồi đó, lần này có lấy thêm vô đi, còn có rồi thôi. Lần ba chưa giao, chắc ngày chiều nay hoặc ngày mai gì đó nó giao để coi có duyên với bia không. Tôi nói trời ơi, quá tam ba bận chứ không vừa đâu nhá, lần này là mà không có nữa là buồn cười lắm luôn á. Mà cái bia đó tôi nói thiệt nha, cái nhà sản xuất nó sản xuất ra để nó dành cho tôi, bia đó là bia dành cho tôi đó. Chứ những người mà uống bia rồi họ đâu có thích, người ta đâu có thích uống bia 0 độ đâu, người ta muốn nó sừng sừng để cho nó tăng cái tăng 2 tăng 3 của họ lên. Còn uống cái bia này nó là một chất giải khát, thay vì uống nước ngọt không tốt, uống bia tốt hơn. Uống bia nó có ga này, nó có chất, nó làm giúp cho mình tiêu hóa nhanh nè, vừa làm cho mình không say, không ảnh hưởng đến thần kinh, không ảnh hưởng đến huyết áp, không ảnh hưởng đến tim mạch. Tại sao không uống bia 0 độ? Bia 0 độ nó cái mùi vị y chang, nó cũng có mùi bia, nó cũng đắng đắng, nó cũng có cái mùi, cũng có bọt, cũng ga ý xì luôn. Nó chỉ khác ở cái điều là mình uống hoài mình không xỉn, thế thôi. Qua uống cái bia 5 độ, 3 ngụm thôi, mặt đỏ chét như mặt trời á. Uống bia có độ không tốt, tim mạch đập nhanh, chóng mặt, đúng không? Đi xe cộ cũng nguy hiểm, cho nên uống bia 0 độ rất tốt, giúp tiêu hóa. Đó, mình cố gắng mình ủng hộ để cho nhà sản xuất người ta duy trì. Tại sao tôi phải uống? Tại vì nếu mà tôi không uống thì nhà sản xuất bán không được hàng, bán không được hàng thì họ không có sản xuất cái đó nữa, là mình không có mình uống. Cho nên mình uống được là mình phải ủng hộ để đến cuối cùng giao 2 lần không giao. Trời ơi, nghĩ sao đến giao vác 2 thùng bia cho hai con mẹ này, cái thằng giao hàng chắc nó cũng mắc cười lắm, nó nghĩ bụng mà. Hai con mẹ này bợm mà mùa dịch đi mua bia với nhau. Đau lòng.